Ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Philips đánh dấu sự có mặt ở thị trường Việt Nam với việc trình làng 6 mẫu TV thuộc 5 dòng sản phẩm mới nhất và công bố 3 nhà phân phối chính thức các sản phẩm TV của hãng. 5 mẫu TV mới của Philips lần này gồm 8600 series, Philips 6700, Philips 6500, Philips 5500, Philips 5100. Trong đó đáng chú ý là dòng 8600 series với công nghệ Ambilight 3 mang lại những trải nghiệm mới về hình ảnh. Đây cũng là công nghệ độc quyền của Philips, tích hợp một hàng đèn LED cực mạnh đặt ở viền phía sau các cạnh để thay đổi màu sắc phù hợp với hình ảnh đang được trình chiếu, khiến cho các chi tiết trở nên sống động và hấp dẫn hơn. Cũng tại buổi lễ ra mắt, Philips chính thức công bố 3 nhà phân phối của TV này tại Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanen, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Tàu và công ty cổ phần TE. Đơn vị bảo hành cho dòng sản phẩm này là FPT Service.